Chào cả nhà. Yuki hello. Ôi mà Yuki đứng đằng sau rồi. Bữa nay mình ăn sườn cầu nè. Cha Yuki mua được 5 cái sườn cầu đặt trên mạng á, nhưng mà điều tại mình không có nhìn trực tiếp á, cho nên là mình không biết nó bự nhỏ cỡ nào, đặc đại đó. Nên là nó hơi bị bé xíu. Bữa nay mình ăn sườn cầu xương bơ nha. Mama. Ăn cơm mẹ. Ăn cơm. Này mình ướp, chỉ cần ướp muối với tiêu. Rồi với ê chứ bỏ lỡ nhiều tiêu quá đó. Thấy như vậy nha. Với cho miếng hạt nêm là xong. Xíu thôi. Chắc mình ăn với nước sốt mà. Mình lấy nước sốt thì nước mình ăn. Ha. Ăn thử coi. Cho miếng hạt nêm vô nữa. Thôi bột ngọt. Rồi. Giờ mình bỏ tỏi vô nha. Chưa từng làm món này đó, mới làm lần đầu tiên đó. Rồi giờ mình. Đây, mình ăn với lại hai con tôm. Ủa lộn, hai con cua. Hai con cua bự. Cua tuyết á. Thấy không? Đó, hôm qua mình đi siêu thị mua hai con. Wow. Tôm. Wow. Rồi đợi xíu đi. Đợi xíu đi rồi nào. Không mà. Đây, bây giờ mình ướp nãy giờ rồi. Giờ mình bỏ bơ vô nha. Bỏ một cục bơ vô. Ít thôi. Thôi nhiêu đó rồi. Lấy cái muỗng. Nó lấy ra không cần bỏ nhiều đâu, mà tại mình lỡ múc nó cũng hơi một muỗng à. Tại trong này nó có mỡ à. Trong cái sườn nó có mỡ. Có mỡ đâu. Nó lăn nó lăn cái gì hấu kìa anh, lát cái sỏi ăn luôn quá vô cây. Trời ơi, ăn lăn cái gì hấu lát sao ăn con. Thôi kìa, coi cái gì hấu rồi bằng bà không phải gì hấu bự mà vô cây nhỏ. Mà lát nhẹ cho ăn. Thôi cho ăn nha, ăn cơm xong rẻ ăn nha. Rồi, rồi mình bỏ vô. Món này là tự chế ngon nha, không biết nha mọi người. Ngon dở gì. Nãy quên lấy tâm hay là cái nĩa tâm hay cái tâm. Cho nó tâm. Ngon dở gì mà bác cũng vô bụng thế. Chứ bà tôi để em lấy mấy cái tỏi qua cho nó xem. Nghe hơi chiều rồi đó. Không phải, ý là nó bị cuộn á. Nó đâu có cuộn. Nó bị cuộn á. Rồi áp qua áp lại phần hồi mình để cho lửa nhỏ một xíu cho nó chín. Không quá. Đợi xíu đi. Để cho nó chín. Cù đây, chín rồi. Nè, anh để em dở đi cho nó ấm để mà anh cho con mâm đó. Ừ. Rồi giờ nè, đây là cái nồi cua. Ừ, hai con cua. Lửa nhỏ thôi ha. Lửa nhỏ từ từ. Đó. Mình hấp cua. À nãy quên đổ bia chưa ta? Thôi sỏi đi. Sỏi hả? Đó, mẹ chuẩn bị sẵn cái dĩa nè, cái dĩa với Yuki nữa nè. Cái Yuki này nó. Rồi, ăn. Rồi, lấy cho bỏ lên. Thế là ăn thôi. Đây, bây giờ mình gấp ra. Nhỏ xíu mắc cười. Ba dĩa. À, bây giờ mình chỉ cần ăn thôi. Có muỗng không? Ừ, không muỗng. Cái nồi cua mình quên tắt bếp rồi. Chắc sợ nó ra nước hết quá. Không có đâu. Cái nước đục rồi đó. Chín rồi đó. Lại đi, tắt bếp. Chào cả nhà Yuki. Hello. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hello. Con nói đi. Xin chào. Chào. Mắc cỡ luôn. Hello. Hello. Rồi hôm nay mình sẽ ăn sườn cừu và cơm. Lát nữa mình sẽ ăn cua sau. Cả nhà nè. Một phần. Ăn chưa? Chị xin cà phê chê ố. Thôi đừng mở ra. Đà mê. Nè, con cầm này đi. Con cầm.
mày lấy này nha. Rồi. Ý, mà cả nhà nha. Ý, Yuki ăn sườn cầu quá. Mà cả nhà nha. Đây có nó không bự, không bự lắm. Này là sườn sườn cừu non. Nhỏ. Này cũng cừu nó còn nặng nhỏ. 5 cục. Trên mấy hành lý. Hành lý to. No. Mềm không anh? Mềm. Thấy không? Cắn không cần phải gầy luôn. Ok, nó mới cắn cái em cũng thấy mềm. Mềm nước sốt nữa. Mà như mặn nữa. Nên không cần phải cắn sốt. Rồi ăn rồi. Hai kia to. Thử à. Mình ghê quá. Một cái nhà nha. Cụ ngon lắm. Nó rất mềm. Mềm lắm. Mềm kinh khủng không? Mình nghĩ là nó có như gần gần độ nó dai. Mà cái này nó trên mạng nó để là cù non mà. Cù mới hết củi á. Còn hả? Oxy, Yuki chạy Oxy. Cắn như mềm. Mềm gụm luôn hả? Ngọt. Muốn lại ăn hoặc ăn rồi cả nhà. Mềm heo hả? Mềm heo. Mình ăn loại này mềm hơn. Nhớ như cái loại mà hương que vậy á, mà thịt heo là mình nghĩ là nó cứng hơn. Thịt nó cứng hơn. Thôi đi, mềm quá. Ai chí? Mình phải đúng á. Đúng quá. Này hả? Nè, để đây nó ăn không? Mẹ không ăn cà chua. Ở trường ăn cà chua mà. Trường ăn cà chua gì không biết nữa. Cô nói ngày nào cũng lên quen cho cô nói là ăn cà chua. Cà chua bi á. Thôi chí. Ây à. Chúng tự cầm đi. Cái này chậm, chậm được. Ngon quá. Ha, ha, ha. Ngon. Này có cái cây đồ quang nữa. Mỗi người ly. Trời thôi á. Ngon chứ. Mỗi người ly đồ quang. Quên mua rồi đó nhà. Ngon tuyệt vời quá. Để làm sao đi. Làm sao mình sẽ chuẩn bị đồ quang cho chị không? Đúng không? Không. Cái vị nó không khác được thịt. Nó giữa giữa thịt bò này theo mà. Không nghe mùi gì hết. Hay là tại không có bơ. Không. Có bơ cho nên nó không có mùi. Cái xương nhỏ xíu à. Cụ này non nên xương nhỏ. Mình mua 5 5 cái. 200 mấy? 700 ngàn. 700 ngàn đi. 700 ngàn. Vâng. 200 mấy hả? Gần 600 ngàn. Hàng đông lạnh. Hàng của Úc hay gì? Đúng rồi. Ngon quá hả? Chứ mình ăn ở tại món đồ người ta làm khác. Nhưng mà người ta làm... Người ta nướng hết rồi. Như nước mà bự nước lắm. Nước xào vậy. Mình ăn ở tiệm Ấn Độ bự lắm. Bự. Dài hơn. Tại cái con cù nó dài thì dài hơn. Cù thì non quá. Nên nó là mềm, cắn vô không có cảm giác là dai miếng nào luôn á. Mặc dù nó là xương gân. Ngon quá ha. Ăn không phí vô tiền ha. Ngon. Có gân mà nó không có dai luôn. Lâu lâu mình ăn lạ cho biết cái lạ lạ cả nhà. Ngon quá. Ăn này đáng hết. Mà đâu mua dạng tiếp. Cái gì vậy? Em á, em nằm nắng. Mềm không đủ. Mềm. Mềm chứ không bỏ nha. Đi xuống nè. Mình cắn được, mình ăn chắc miệng á. Xuống lát ra nha. Không, ăn cơm đi, ăn cơm mới xuống được. Ăn cơm bây giờ lát ăn dưa hấu. Rồi đâu. Lát sẽ dưa hấu rồi cho lên. Rồi chưa ăn cơm mà dưa cho lên gì là lát này là đổ sữa nữa đó. Không có đâu. Lấy gì á? Chú Quy, ăn hết ngày gì vậy? Để lên. Còn không là không ăn dưa hấu nha. Cha lấy cây á, cha lấy cây á. Không phải ăn hết cái này. Chứ không là lái cha không chở đi chơi mà cũng không được ăn dưa hấu. Ăn xong rồi mới đi chơi, cha chở đi xe hơi. Cha chở đi xe hơi ha, tin. Nó mềm mà nó không phải là hay, ngon. Hay đi con.
Tháo người hết chặt mềm. Nhưng mà lúc mình cắn á, mềm. Ngon rồi. Mọi người bên đây á, mua ăn thử. Nhà mình chắc là bị khó bán. Nhà cái cũng rẻ mà. Ôi xin lỗi. Nhà mình chưa phải bán. Trời ơi. Bánh này chưa phải bán. Nhiều khi nó nắm một cái rất luôn à. Mềm. Mèo. Hỏi thịt nha. Cái này nói gọi là áp chảo. Ừ, có gọi là áp chảo quá. Mình để lên chảo á. Mình còn miếng bơ. Mình để hoài á, chứ mình không đổ nước không đổ lắm. Ngon, ngon. Hương cù áp chảo. Ăn vô cái xương mới nghe mùi cù. Giỏi, ăn bằng lá cà chở đi xe hơi ha. Đi lên xe, tin tin. Ok. 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 Ok, con nói rồi. Giỏi, giỏi, giỏi. Ăn đi. Tự cầm ăn đi. Một tê không? Vô với mẹ, vô. Một tê. Vô. Vô, dạ cũng vô nè. Hành tay, hành tay. Hành tay vô. Cắn đây rồi, cắn đây. Vô. 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 Ngon quá. Cái phần mỡ nè. Không cũng mềm, không dai. Cái phần mỡ nó nói thật không? Nó không bỡ. Cái phần mỡ ngon. Cắn lại mà ngon. Lâu lâu ăn này được lắm. Tại vì dặn, phải dặn. Mà đặt cũng ngày tới nhiều. Đặt bữa trước bữa sau cơ. Mà mắc hơn mấy kia. Cái này có mấy cục á mà. Hai trên máy mắc hơn một heo rất là nhiều. Mà mắc phải nè. Cục nữa xíu hả? Ăn cho vui thôi. Chứ không no được. Để mà nói ăn coi đã. Không đã. Nói nhá. Vô. Vô. Trời đất ơi. Ăn sống chi người em. Đà mê. Giỏi. Để mày cạp, mày cạp chỗ mỡ này cho, mày cạp chỗ này, lấy chỗ mỡ này ra cho. Tay. Tay. Ma đà vô. Ma đà, cha lấy cua cho con ăn nha. Để cha Yuki đi lấy cua. Không, mình biết ăn hai cái miếng sườn cù này là không no rồi. Cho nên là mình dự trữ thêm hai con cua. Ba ba nay nay vỗ. Xong nha ông anh. Xong ba ba lấy cà cani ăn ha. Để gì đó, để wow. Wow, tôi cũng biết wow. Cani cà. Cani. Em để em có tiêu sẵn rồi đó. Có chanh nha, chỗ chén nè. Có chanh không? Hết chanh trái rồi, anh lấy chanh tinh chất coi. Chai tinh chất ở trong hộp tủ. Hộp tủ gia vị á, hộp tủ gia vị. Nè, nước meron nè, cái nè. Nước là dưa lưới á. Chị ơi xí. Rồi chị, đó, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi, trời ơi, dưới kia cạp hết trơn rồi cha, thiếu rồi. Nó kệ, để ăn cua. Kệ. Kệ. Ngon. Rồi, bắt đầu chiến. Chiến với con cua. Mẹ cầm một con lên đi, đưa lên. Cua, Yuki. Cầm vậy nè. Cầm vậy mới đứng chứ. Được chưa? Cầm vậy. Nè. Lọt cho Yuki nha, mày lọt Yuki nha. Dạ. Nè, miếng nè. Nghiệp không? Apex. Chưa, ma đà hả? Ma đà. Apex. Ừ. Thì con nó có hết đâu. Apex. Cô này không phải là hạng loại 1 nên có sợ. Dạ. A. A. Ừ. Rồi ăn cua đi, cái này hết à? Dạ cua. Ừ, ngon rồi. Chưa. Còn đây tao bé tiêu. Vô với mẹ.
Hơi chi. Đó, ăn đi con lấy ăn đi, tay tay bóp đi. Bóp miệng, bóp miệng. Ây, ây da, ây da. Ai xí? Ai xí Yuki chàng? Ăn cho có canxi. Ôi xí. Này nó hơi nhỏ cả nhỉ. Sao vậy? Ôi xí vậy? Chết tòi ra kia. Chưa cái này. Ăn nhiều quá. Vô. Vô. Con tự bóc đi. Cua này nó mềm. Em ăn được. Con bóc đi. Này nè, con bóc đi. Bóc nè. Đó, đúng rồi, sợ. Ây da, giỏi quá. Qua nay mình ăn đồ hải sản hơi bị nhiều á. Ngon, ngọt, ngọt anh, luộc lâu mà nó vẫn ngọt hết à cả nhà, ngọt lắm. Ngọt, nó chắc thật, nó bị ớt. Mua chua chua bị con ớt là phải ăn luôn. Cái con mà đông lạnh á, đông lạnh lâu á. Nè, nhín nhín. Bao nhiêu quá nó quẹ. Hôm qua em thấy em mua đại đó chứ. Hôm qua lúc nhìn con cua này cũng không muốn ăn lắm. Không phải là cua xấu mà tại vì nhỏ quá. Nhỏ hơn bình thường mình ăn. Làm biến cạp. Ăn này cạp mệt. Bỏ miệng. Ăn con này mệt rồi huống chi ăn con cua đồng với cua đồng ở mình anh. Cua đồng là mình đã chiên giòn rồi. Cua đồng ngồi ăn cạp mệt mỏi miệng chết. Có nước làm nó muốn riêng rồi chứ. Nhỏ nhỏ cho đi bắt cua hồi đó trên thành phố, nhưng mà phía trước cái nhà có con uống á, rồi bắt quá trời, cứ mười mưa bắt cả nồi luôn á. Nhưng mà đầu mùa không dám bắt mình đứng, đâu mình đứng trên bờ có gì đâu. Đầu mùa bắt kho chứ đâu dám ăn, tại trong bụng nó sên. Vậy hả? Trên, tới mùa mưa là nó có, còn mùa bình thường không có. Đầu mùa không dám ăn, bình thường nước cạn làm gì có, thành phố á. Giỏi giỏi, con ăn đi. Đổ mừng con cha vô kia kìa, bao cua luôn để. Sao cô đưa được? Con tự ăn đi. Rồi. Rồi kêu cha cho con cái càng có cái còn cái xương này cho nó lọt. Mệt quá ăn có miếng mà ấp ai hoài. Ấp ai. Ấp ai. Ấp ai. Uống nước ngọt nhiều quá, uống ngọt nhiều quá mà ăn vô nó bị lạc. Đang ăn mà phải ngừng cuộc chơi rồi cả nhà. Để Yuki lấy nữa nó không chịu ăn. Babu. Chúc chiều. Ê, con cua của em mà. Ê, cầm đây. Cho em gặm cái cua cục. Qua mình đi siêu thị em thấy cái dưa bự nè. Cái dưa này dưa đâu bự đâu nhỏ 300 ngàn. Tới mùa hè bự lắm. Tới mùa hè gặp bự gấp 2 lần con cái dưa này. Trái này 200 ngàn nè. Cái bà ngoại với bà nội mà nghe nói trái dưa 200 ngàn, các nói thôi để tao nhìn sướng hơn. Ôi, ôi rất là ngon cả nhà. Coi vỏ mỏng không nữa, nó là một cái bụp luôn. Vỏ mà dày là ngon, mà vỏ mỏng là ngon. Vỏ mỏng. Đẹp quá. Lâu lắm rồi á. Ở bên Nhật này phải tới mùa nóng mới có dưa. Bình thường có dưa. Việt Nam mình thì cảnh quanh năm có dưa hấu. Bên này chỉ có mùa thôi. Anh lấy cái dĩa đây. Em xác ra cho dưa. Mấy dĩa lớn hơn. Dĩa nhỏ cũng được anh. Mình ăn miếng thì còn nhiêu tiên. Mình cho con miếng nha. Dạ. Ăn rồi. Lấy cái lửa, nó lấy cái cắt thịt mỏng ra. Rồi lấy hộp ra. Đợi mẹ xíu. Không kịp với Yuki luôn cả nhà. Đợi mẹ xíu. Mấy hộp non thì được, mấy hộp già. Mấy hộp già lấy ra. Ngọt lắm à.
chất mát tê. Đây đây rồi, hay đô rô. Ngồi xuống sờ quát tê. Ghiato quá, ghiato quá. Quát tê. Trời mẹ, mẹ thử miếng không? Ngon quá hả? Ừ. Chắc nói cái gì vậy? Rồi mới ăn qua ra dưa. Sẽ cho mọi người xem được thôi. Chạy Yuki nó đòi ăn từ qua nay nè. Qua nay mình mua về mà nó đòi ăn. Thật từ qua giờ. Nó ức. Nó cầm tới, nó cầm lui. Lần tới lần lui. Không thiếu điều để đem đi ngủ chung luôn. Ôi xí. Ôi xí. Dạ chứ con. Rồi thôi anh ha, sắc này 3 miếng thôi ha. Tại vì sắc nhiều quá, ăn không hết cả nhà. Nên là cái mấy phần còn lại á, mình để mình cắt bừa lại, mình để tủ lạnh. Đó, giờ cho bà miếng dưa hấu rồi bà ngồi, bà mê. Anh thần coi, để có hột nha bé. Em lấy ra đó. Ăn hột cho bị này là bị đau thừa. Tiếp. Đó, để dưa hấu đó cho mắm đó ăn. Còn mình thì mình ăn tiếp con cua. Ngon hả? Đừng uống nước ngọt nha. Uống nước ngọt lên là ăn dưa là chết quốc luôn á. Ăn cua cua này nó mặn mặn á. Mặn mặn cái miệng cái mình ăn dưa dưa ngọt á. Giống như mình ăn muốn trước khi ăn dưa ngon á. Muốn ăn dưa mà trước khi ăn dưa ngon á là trước khi ăn á là lấy miếng muối chấm vô cái lưỡi. Là ăn dưa rất là ngon. Nó sẽ ngọt hơn bình thường rất là nhiều. Anh bỏ qua gốc đi. Còn mà ăn dưa hấu mà uống nước ngọt là chết quốc luôn á. Ăn dưa hấu nước ngọt là phí không chi vô luôn á. Cắt dài ra anh ơi. Chào anh. Miếng dưa lên chụp hình cái đi. Để cho ghép hình cho đẹp. Giả bộ cắn không? Đúng. Rồi Yuki. Rồi. Dạ thôi. Chào cả nhà nha. Video dài rồi cả nhà. Video đã dài rồi, thôi ở đây tạm dừng video. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Mọi người nhớ like, share video nha. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Chào kia bye bye thì mẹ cho nữa. Chào tạm biệt con, chào tạm biệt, bye bye. Mì gió đi, cho con cho cái nữa. Giọng quá. Là miếng nhỏ bỏ nè. Lột lột cái hộp nhập chai. Nó thích ăn cái đầu, cái ngọt còn cắn vô trong nó ngọt.